Đâu nha, đang suy nghĩ gì đó? Ủng mưu mà. Đâu nha, bị điếc à? Cha già này muốn ăn đòn. Ê, biết luật không? Bố nói cho chúng mày biết nhé, khi tao vào tù, chúng mày chưa ra được, đừng có đoạt lá với tao nhé. Bố là bố láo. Bố đéo cần biết ở ngoài mày là ai. Một khi đã bước vào phòng này, phải chơi theo luật của bố. Cán bộ ơi, em chào cán bộ. Chú biết tội gì? Đánh nhau. Cháu cũng vậy. Tranh nhau chỗ nằm, rồi đánh nhau với bọn chúng, nên mới bị đưa vào đây. Cả ngày nằm như vậy, ê ẩm bức bối, khó chịu lắm. Ủa, mà chú dính án gì? Ma túy. Chú bị nhiều không? Tao bị oan. Đứa nào vào đây mà chẳng kêu oan hả chú? Cháu cũng kêu oan đây này. Cãi là việc của miệng, kêu được thì cứ kêu. Tao bị oan thật. Tao già đến tuổi này rồi, biết gì ma túy mà dính dáng. Còn mày, mày dính cái gì? Thì cháu cũng buôn mấy bánh. Có bị bắt tận tay không? Không chú. Cũng có thằng thối miệng khai tên cháu ra nên cho mấy cãi. Chứ bắt tận tay cháu, cháu cãi có bằng mắt à? Mẹ nó, tao cũng bị như vậy. Vì cái tụi chó chết nó khai bậy, chứ tao dính dáng gì. Có bao nhiêu đứa khai chú? Thì 3-4 đứa gì đó. Vậy hả? Vậy cũng khó rồi. Án trước của con cũng cãi từ đầu đến cuối. Vậy đó, mà cũng dính 7 năm. Mình cãi thì cứ cãi, còn bọn chúng buộc thì cứ buộc. Mà lúc trước có thằng người Lào bị giải ra pháp trường ấy, mới khai ra đường dây, cuối cùng giảm án tử đấy. Có vụ đó thật à? Ừ. Thảo A Chư này rất cẩn thận đề phòng, nhưng vẫn bị mắc lừa. Cậu tài lắm, cậu cao tay lắm, không sơ hở điều gì. Anh quá khen. Tôi cũng học được nhiều điều từ anh đấy. Cậu chế giễu tôi à? Tôi nói nghiêm túc. Tôi đã quan sát cách làm việc của anh, luôn lường trước mọi việc, tìm hiểu rõ nguyên nhân, chứng tỏ anh có tính toán và suy nghĩ rất sâu. Đó là điều tôi học được. Và khi tôi học được rồi thì anh bị tôi bắt bài. Hình như
Tôi đọc được trong bụng anh rất nhiều chuyện. Cậu quá tự tin đấy. Không đâu. Có nhiều chuyện tôi đi trước anh một bước. Tôi biết anh có tính đa nghi và có nhiều thủ đoạn kiểm tra. Vì vậy tôi làm tất cả những điều ngược lại với suy nghĩ của anh. Và thế là xóa tan mọi nghi ngờ của anh. Cậu nói thử xem. Như việc tôi tẩn vệ sĩ của anh chẳng hạn. Tôi nghĩ anh sẽ phán đoán rằng nếu tôi là công an thì không đời nào tôi để làm mất lòng anh. Và thế là tôi đã làm điều ngược lại. Cho nên anh đã không đọc vị tôi thuộc hệ nào. Và rồi thì chúng ta ngồi đây với nhau. Nói chuyện với cậu vui thật. Này, nếu sau này cậu về hưu, có điều thần kỳ nào đó giúp tôi thoát chết, rảnh ghé tôi uống rượu uống trà đàm đạo với nhau nhé. Không trả thù sao? Không, cậu có việc của cậu, còn tôi có việc của tôi chứ. Hay, rất sòng phẳng. Tôi và anh vốn dĩ không quen biết nhau, không thù hằn, cũng chỉ vì mỗi người một việc cho nên ta mới ngồi cạnh nhau thế này. Nếu như sau này hết việc, anh cũng hết trả nợ đời, có khi gặp nhau ngoài đời thường lại tay bắt mặt mừng.